Thôi giờ chúng ta thi bài hát gì yêu đi. Đâu hát gì yêu vậy? Thôi giờ bài hát được không? Hát được đấy, hát bài đi. Yêu là gì? Thầy kêu tại sao sống phải yêu? Có thầy là ca sĩ, thầy hát thôi chứ mấy con hát cái gì. Yêu đi. Xong tụi con mở vậy. Ngày quốc tế lao động mà tụi con không có gì mà vui hết trơn. Thầy nãy giờ làm cho con tôi bán cờ cừ, bán cái cờ cho tụi con. Yêu là yêu thôi. Yêu là yêu. Yêu là ép. Yêu là ép. Kỳ quá, lại cái ép hoài. Yêu mà, yêu cái ý. Ổng ẹo, ta kêu đó là ổng ẹo. Nhúng nhỉnh, nhúng nhẵn à. Giờ chúng ta sẽ, thôi giờ chúng ta thi bài hát gì yêu đi. Đâu hát gì yêu vậy? Có ai hát được đâu? Hát được đi, hát bài đi. Yêu là gì? Thầy kêu tại sao sống phải yêu? Có ai là ca sĩ, hãy thử hát thôi chứ mấy con hát trong cái chữ gì yêu đi. Xong tụi con bỏ vậy. Ngày quốc tế lao động mà tụi con không có gì mà vui hết trơn. Thầy nãy giờ làm cho con tôi bán trò cừ, bán tiếng cừ cho tụi con. Mà tụi con chưa cho thầy gì, cái gì mà thầy đạt được mà thầy vui trong ngày vui đại thắng lao động. Ta nói lao động là vinh qua, lao động là được tất cả, lao động là chiến thắng, lao động là vẻ vang. Mà con vợ con có lao động được miếng nào mà có vẻ vang được gì không? Khổ. Đời là bể khổ. Không có làm cho thầy cười vui được cái gì hết đúng không thầy? Ba đứa này kỳ ghê. Thôi tự nhiên. Đi về. Mày đi đi, ai cản đâu. Nó dù lên kiên về cũng rồi. Thấy ta đi cái mất trước vậy là theo giáo bộ nói vài câu mà nó đã phải rồi. Đã phải rồi. Rồi. Nó ghiền. Con dầu anh kiên về đúng rồi. Mày vô duyên ta có vợ rồi, hiện nào hốt được hốt chứ ta đâu có dành đâu. Tại không dành à. À nói không có chồng hai đứa. À, mày lúc đó mày đó mày dành với Lộc, mày bỏ Lộc thì Lộc qua tao. Ê chết đi chưa? Chết chưa? Mày anh Kiên, mày anh chọn ai? Em và thầy em chọn ai? Anh chọn cả hai. Anh Kiên đến thành mình biết chọn con rồi. Mày đi quay phim ha, mày đi cua gái à, hay cua trai à? Cua trai chứ. Mày đến chùa tao chưa câu nào mày lo cái tập trung vào cái gì của mình. Chứ việc chuyên môn mà không làm vậy sao mày có tiền? Mày lao động kiểu đó ai mày trả lương? Tao còn chưa chấp nhận ở thầy chùa, tao còn chưa chịu nữa, mày đòi đi làm đâu? Con lên đây quay chắc không quay nữa đâu thầy ạ. À. Mai mốt nghỉ làm YouTube rồi. Vậy làm nghề gì? Thì làm công việc hàng ngày làm thôi, lên thăm thầy bữa nay. Thương quá mà bỏ thầy rồi con. Sao con nở lòng nào ngoài quốc tế lao động mà làm cho thầy xúc động bồi hồi vậy con? Không có hạnh phúc gì chứ. Tình yêu kiểu này bà... yêu sao chót. Cái gì đó? Vậy? Lên quay bữa này thôi, mai mốt con ít lên lắm. Vậy hả? Lên bỏ. Thăm nữa chứ không quay nữa. Cũng được. Thôi lao động đi, đến chùa lao động. Rồi phụ thầy này phụ kia. Như là quét dọn, tắm phạt. Rồi mình đến chùa sửa văn phòng, là đánh văn bản, làm công văn giấy tờ. Rồi mới mốt hở mà giỏi nữa làm văn phòng, làm báo chí, làm truyền hình, truyền thông gì đó, thầy trả lương. Đi quảng cáo, quảng bá gì đó. Làm đổi nghề khác. Nghề YouTube này khó sống, khó ăn quá. Đúng rồi thầy, khó sống. Dẹp bỏ đi con ơi, đổi nghề khác đi. Đổi nghề. Giờ thầy hướng nghiệp cho con nghề gì? Giáo sư tiến sĩ đâu? Thì đi học, ở chùa học đánh văn bản, soạn văn bản, xong đi học. Học khi ra trường về nuôi đứa con mình không lớn, sau nó về làm việc cho thầy. Cha đã hoàn thành, con lại nói bước theo sau. Còn vợ là người là gì? Chăm sóc gia đình và tài sản đặt của chung. Đúng không? Đến chùa để tạo phước, gieo duyên. Còn nhà mình là lo gia đình là cái điều đó tất nhiên. Còn con mình có một cái chỗ nương cửa Phật, nương hình ảnh của Phật.
giải lao tí đi thầy. Để thầy nói cạn nước miếng rồi, cạn nước bọt rồi. Quay thêm một clip về khách thực nữa, chắc 1 phút đi rồi. Ăn kem chưa sẻ không? Làm mày dở về lên dữ à? Ló luôn. Ló cái gì hay? Thằng kia nó theo luôn rồi, mày đừng nói sao nó dí rồi về tới nhà. Ló cái bụng. Nó hẹn con đi uống cà phê đó thầy. Thì đi đi, chơi đi, cho nó la làng bữa. Nó muốn lao động mà lao tới bến cho nó. Anh đi uống cà phê đó. Đóng cho nó hả, đến nơi anh trốn cho nó không còn gì đóng nữa. Cái gì rồi? Đóng đinh. Con chết rồi, trời ơi. Mày cũng sợ nữa. Dạ cũng sợ chứ sao không thầy. Tao muốn chết luôn. Thôi giờ tao chia ra mỗi cái không có nào nghịch nào hết nè. Đứa 2, đứa 3, đứa 4. Đứa 5, sao mày chủ nhật 7 đứa, 7 ngày 7 đứa. Thôi mấy là chia ra buổi sáng đứa này, buổi chiều đứa kia. Tuần có 7 ngày. Mình là mình chia ra 7 buổi sáng mà 7 buổi chiều là 14 người. Bây giờ thầy có cái gì thầy miêu tả lại cái cách khích thực mà người ta hay làm đi lại. Từ từ đáng uống chứ hết vô cổng à. Với thầy phải đi xả nước một cái à. Nước hoài van đúng đưa thấy không thường ghê chưa ơi mai mốt ơi bên đây cái nữa thấy tình cảm chưa thầy cho tôi không một cái nữa thầy. Chết từ trai luôn rồi. Ta có vợ rồi mà còn trai gì nữa. Có đeo nhẫn rồi. Đây là nhẫn. Thầy đang mày mỏ gì thầy? Thầy ơi. Đang mày mỏ gì vậy? Thì chúng ta đang thầy đang tìm dữ liệu. Nói phải có ý nghĩa, nói phải có một cái lý lịch. Nói không được. Tha đẹp lắm rồi thầy. Thầy con thấy thầy có cái áo cà sa giống như ở như trong phim Tôn Ngộ Không. Cái thầy Đường Tăng đó. Thầy đang tập trung chuyên môn. Nhìn thầy đăm chiêu quá. Thì cái bác nè, có cái bác mà ông sư nè, đó thầy đang nè. Cái ảnh vô là thấy không? À, cho bác cầm bát ha không? Chúng ta sẽ làm những gì thực tế, công nghệ công tin 7.0. 7.0 của thầy. Còn mai mốt thầy chế là 9.0. 9.0 luôn. Giờ xã hội đang 5.0 à. Chúng ta phải những gì thực tế nhất, thiết thực nhất, đừng mơ mộng vẩn vơ và nói không thiết thực. Thì hôm nay đại đức phúc cho chúng ta được biết tại sao nguồn gốc và khắc thực là gì và ý nghĩa của khắc thực là gì mà tại sao người tu phải cầm bát khắc thực.